Chào mừng các anh em đồng ngư đã đến với series kinh nghiệm nuôi cá cảnh được mình thực hiện liên tục với những vấn đề hết sức thực tế. Chúng ta sẽ bắt đầu với vấn đề đầu tiên. Một bạn hỏi là trồng tiểu bảo tháp được 10 ngày có phân nền đàng hoàng, có châm vi sinh đàng hoàng mà tiểu bảo tháp nó cứ bị đen với úa vàng. Cái này mình đang đặt ra một số nghi vấn, có thể là hồ đang bị dư dưỡng, tức là dinh dưỡng ở trong phân nó ra còn chưa đều á, cho nên cây nó bị như vậy. Thì bạn có thể thay bớt nước đi này, rồi châm nước mới và thường xuyên, thậm chí là hàng ngày luôn, đó là thay nước hồ một phần để cho cây nó giảm cái dinh dưỡng ở trong nước đi. Bên cạnh đó, nếu mà hồ mà nó bị nắng nóng quá thì cây nó cũng không có ổn lắm đâu. Nước hồ mà nó cứ mát mát là cây phát triển tuyệt vời luôn. Đôi khi thì nó lại xảy ra tình trạng là mất cân bằng dinh dưỡng, tức là dư một số chất mà lại thiếu một số chất khác. Thì các bạn có thể sử dụng cái cách đó là khi mà thay nước thường xuyên như vậy, chúng ta lại cho một chút xíu thôi. Mình nhắc lại là một chút xíu nha, cho nhiều mà để xảy ra hậu quả gì là mình rất là ái ngại đó. Là các bạn hãy cho một chút xíu trứng vô, trứng sống đó các bạn, trứng gà sống đó. Các bạn khuấy tan lòng đỏ lòng trắng rồi cho một chút xíu vô thôi, nó cung cấp dinh dưỡng khá là ổn. Hoặc các bạn cũng có thể cho một ít nước gạo vào nhé. Và nhớ là vẫn đi kèm với việc thay nước hàng ngày, các bạn có thể thay 50% nước. Sau một thời gian thì tiểu bảo tháp sẽ ổn thôi. Chúng ta đến với một vấn đề với cá Molly. Cá mẹ đẻ xong nằm im 2 ngày. Đúng rồi, đẻ con ra đẻ rất là mệt chứ, mà các con của Molly nó lại lớn nữa, cá sẽ rất dễ bị đuối sức và cũng có thể là bị stress. Như mình, để tránh những trường hợp như vậy thì mình thường để cá mẹ đó ở nơi yên tĩnh này, không bị những cá khác quấy rối và cũng không có bị người đi qua đi lại nhòm ngó các thứ này nọ, để cho nó được yên tâm. Có thể cho thêm một chút lá bàng. Về thức ăn thì mình sẽ cho ăn thức ăn giàu dinh dưỡng. Nếu mà thấy cá nó không ăn thì có thể chuyển sang cho ăn bo bo, để trong trường hợp mà cá nó không ăn thì nó cũng không có bị dơ nước. Mình hay cho nó ăn bo bo sống. Cách nuôi bo bo thì trước đây mình từng làm video chia sẻ với các bạn rồi, các bạn có thể tìm ở trong kênh của mình, khá là đơn giản. Lại quay lại câu chuyện làm hồ, lần này thì là một chiếc hồ có một mặt kính, và các bạn nhìn kìa, cái kính nó cong luôn rồi, nó bị nước làm cho cong, mình nhìn cũng thấy ghê quá. Lời khuyên cho các bạn là nếu mà làm hồ thì xem cái lượng nước mà chúng ta làm cái hồ lớn hay nhỏ mà quyết định cái kính nó dày một chút. Còn bây giờ như trong trường hợp này rồi, lỡ bị rồi thì xử lý như thế nào? Theo ý kiến cá nhân của mình thì mình sẽ dùng một cái khung inox áp vào vừa bằng với lại cái viền kính luôn. Một cái khung, thường là cái kính là hình chữ nhật, thì mình sẽ làm một cái khung hình chữ nhật áp vào vừa sát với lại cái kính và cố định với cái hồ. Chứ nếu không làm vậy mà cứ để như hiện tại thì không biết là ngày nào cá bơi một bên, cây bơi một bên, đồ đạc trong nhà thì ướt nhẹp, không biết ngày nào nó sẽ xảy ra chuyện đó nữa. Chúng ta đến với một câu hỏi khá là thú vị. Cá nó có ngủ không nhỉ? Câu trả lời là có. Nhiều loài cá nó không có mí mắt, nó cứ tròn nó mở vậy thôi, nhưng mà nó có ngủ. Dấu hiệu của cá nó ngủ á, là có loài thì nó nằm bẹp xuống, nó nằm ở gần chỗ đáy nước á, có loài thì nó nằm ở gần chỗ mép nước. Và đặc biệt có một số loài nó ngủ, nó còn nằm nghiêng nó ngủ nữa. Thậm chí là có loài nó ngủ nó nằm ngửa lên luôn, nhìn cứ tưởng nó chết. Rồi tùy theo thói quen của loài cá, có loài thì nó ngủ ngày và nó săn nó ăn vào ban đêm, có loài thì nó ngủ ban đêm. Mình trả lời như vậy chắc là đầy đủ rồi đó nhỉ. Qua vấn đề tiếp theo thôi. Một vấn đề về cá ba đuôi. Một bạn chia sẻ, thấy đợt này nhiều anh em kêu cá lờ đờ mặt nước hoặc nằm đáy, không thì khó tiêu. Anh em chơi cá đi trước có cao kiến gì giúp anh em newbie như mình không? Chứ chơi cá cứ như cá chơi mình thế này vất vả quá. Đối với cá ba đuôi, mình tạm thời không đề cập tới những hồ mà ở ngoài trời có nhiều yếu tố tự nhiên như cây rong các thứ này nọ, cây thủy sinh các thứ, bởi vì cái đó cái cá nó sẽ có cái đề kháng nó khác. Mình đang nói tới những con cá nuôi trong hồ kính. Có lẽ là để tránh cho cá bị bệnh thì các bạn nên có một cái bộ lọc nó thật là mạnh mẽ. Cái bộ lọc
đôi khi nó phải bằng 2 phần 3 hồ, có khi là hơn luôn. Lọc liên tục, đảm bảo nước trong, lượng oxy phải cung cấp đầy đủ. Và cho dù lọc như vậy thì chúng ta vẫn phải thường xuyên thay nước ở trong hồ, nhất là vào những ngày trái gió trở trời, khí hậu nó không được ổn định, thì chúng ta có thể thay một phần nước từ 10-30%. Và vào cuối tuần thì chúng ta có thể tăng lên thay 50%. Bên cạnh thay nước thì việc vệ sinh cái bộ lọc cũng khá là quan trọng, tránh cho mầm bệnh nó nằm ở trong đó. Một chút muối hột cho cá cũng khá là ổn. Vi sinh ổn định nước, rồi vi sinh tiêu hóa cho cá, nếu mà có đầy đủ thì càng tốt. Và vào những ngày mà các bạn thấy thời tiết nó không ổn cho lắm thì các bạn có thể hạn chế cho nó ăn này, và nhất là không nên cho ăn đồ tươi nhiều. Rồi nếu mà các bạn có thể ổn định được cái nhiệt độ của hồ, dùng sưởi dùng gì đó, miễn sao cho nước hồ nó luôn ổn định thì cũng khá là ổn đấy, cá nó sẽ đỡ bệnh hơn nhiều. Các bạn cũng có thể áp dụng cái cách mà mình đã chia sẻ ở một video trước đây, là cho một miếng ớt vào trong hồ. Ớt có khá là nhiều chất, sẽ giúp cho cá tăng sức đề kháng đấy. Hôm nay chúng ta kết thúc video ở đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.